Nói chung là chị cũng không cấm, không bắt buộc. Nhưng mà muốn hôn chị thì phải bớt thuốc. Còn nếu mà không bớt thì đừng có hôn chị vậy thôi. Chị nghe một thuốc chị chịu không nổi. Trước đây em làm em làm công nhân, mà em mới nghỉ 2 tháng nay, giờ em đang thất nghiệp. Nếu mà thất nghiệp vậy mà qua anh nuôi đưa em, cuộc sống của em sau này được không? Thấy mình thấy gì nè, anh có thể là anh lo cho mẹ con em đầy đủ lắm đó. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay anh em mình tiếp tục chia sẻ đến mọi người một câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Trong vài ngày trước thì hai anh chị này cũng đã lên, mỗi người lên một cái số khác nhau. Thì hôm nay anh em mình có ghép đôi cho anh chị để xem coi hai người có thể hợp đến với nhau được hay không. Thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Thì trước khi vào câu chuyện này cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị khán giả, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, nếu ai muốn làm mai kết nối một nửa yêu thương, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Rồi thay mặt anh em ở đây xin chào hai anh chị nhé. Rồi trước hết thì anh nhà trai giới thiệu trước đi. Anh tên là Võ Văn Tình, quê quán ở Cà Mau. Năm sinh 1972. Anh sinh năm 72, được rồi, bây giờ tới lượt chị nào. Chị giới thiệu một chút chị xíu nào. Chị tên Bích, chị sinh năm 1973. Chị ở Đồng Nai. Đồng Nai. Rồi thì hôm nay em ghép đôi cho hai anh chị trò chuyện với nhau, thì anh chị có thể tự nhiên tìm hiểu nhau. Xin lỗi, em tên Bích ở Đồng Nai, em ở khu Việt Nam. Trước hết chắc em nghĩ là xin phép chị bắt tay cả cho đỡ rung nhỉ. Thì nói chung biết ở Đồng Nai được rồi, giờ anh hỏi em chỉ, nhiều khi anh đâu biết được đâu. Ở huyện nào cũng được rồi. Ở Trảng Bom ha. Trảng Bom. Ở Trảng Bom. Dạ. Em gia đình mấy người con? Em ba đứa. Ba đứa con, mấy trai mấy gái? Hai gái một trai. Vậy con lớn chưa? Con em đứa 94, đứa 98, đứa năm 2000. Vậy cuộc sống của em giờ nó làm nghề gì? Em trước đây em làm em làm công nhân, mà em mới nghỉ 2 tháng nay, giờ em đang thất nghiệp. Nếu mà thất nghiệp vậy mà qua anh nuôi đưa em, cuộc sống của em sau này được không? Thấy mình thấy gì nè, anh có thể là anh lo cho mẹ con em đầy đủ lắm đó. Chị hỏi lại cho em nuôi được không? Vậy anh công việc anh giờ làm gì? Anh giờ thì làm trong công ty gỗ. Công ty gỗ hả? Thì lương thì đủ sống, nuôi em với ba mẹ con em thì chắc sống được, đủ sống. Giờ anh sống với ai? Giờ anh sống ở nè, thì anh có một đứa con thôi, giờ mặn ở Bình Dương mình á. Dạ. Con anh chắc lớn hả? Con anh năm nay 26 tuổi. Có gia đình hả? Dạ, có gia đình rồi. Thì có anh thằng trai rồi, có gia đình rồi. Vậy em chưa, chồng em chia tay lâu chưa? Em chia tay 9 năm. 9 năm nay, 9 năm qua em có tìm hiểu thêm ai nữa đi nó không? Thì nói chung em cũng có quen, cũng có bạn bè nhưng mà không hợp thì thôi. Chưa có gặp ai để hợp ý, hợp tình hết. Dạ. Thì anh em mình thì cũng gặp đây cũng nói chung có cái duyên rồi. Thì có gì thì mình lấy số điện thoại nhau thì để làm quen đi, rồi nếu cảm thấy mà thích nhau thì sẽ tiến tới lâu hơn, còn không ấy thì mình làm anh em cũng được, bạn bè. Bạn bè. Dạ.
Trước hết vô nên tìm hiểu trước đi, tìm hiểu 5-10 bữa, nửa tháng gì đó được cái mình cho Phi Hùng rồi anh em rồi biết ngày anh làm lễ thành hôn rồi ha. Cũng được. Phi Hùng anh em Phi Hùng làm lễ thành hôn vậy thôi thì nhiêu đó cũng em thấy cũng được rồi, anh em cho dọn nhiêu đó thôi được rồi. Anh nhìn thấy chị á thì chị anh như bề ngoài đi, anh chấm được bao nhiêu điểm ạ? Cỡ 9.98 ok ha. Còn chị thì chị thấy anh chấm được bao nhiêu điểm? Anh thì cũng 90 á. Và cái này càng anh sức đó. Dạ. Không, ngày này hồi nãy cũng có trò chuyện rồi thì em thấy anh cũng cũng thật thà, cũng thật tính. Thì bây giờ anh chị em mình lên đây á, hai anh chị cái thứ nhất là mình cứ bình tĩnh. Mình thấy là chị cũng không được bình tĩnh lắm, chị cũng hơi rung. Ở đây mình không phải mình gặp nhau, mình ngồi đây là mình sẽ về nhà với nhau. Mình không phải là mình lấy lại vợ chồng với nhau. Mà mình gặp nhau ở đây là mình đang làm bạn. Chứ khác mình nhìn bạn bè là... mình đang chương trình để tìm bạn hợp thì mới đến với nhau, mà không hợp thì làm bạn. Nên là chị cứ bình tĩnh, cũng không phải là chị đến đây là chị sẽ lấy anh này. Sẵn ra chị muốn gì hỏi anh đây hả chị hỏi? Thôi nói chung nói nhiều đó thì chị cũng hiểu rồi. Thì bây giờ là cũng không cần tìm hiểu nhiều. Cái hoàn cảnh công việc của anh thì biết chưa? Anh làm gì giờ hỏi lại anh làm gì? Anh làm công ty gỗ. Anh có tên gì? Bao nhiêu tuổi? Anh tên gì? Quá. Anh sinh năm 72, tên thì quên rồi. Trời ơi, thật tình luôn đó, làm buồn. Cái anh có nhớ tên gì không? Cũng quên. Bích à, Bích năm sinh là 71 thôi, 73 71 Bích đúng quá, phải phải biết không? Phải. Thế là bạn là tỷ số là 21 là chị thua rồi. Bích năm sinh 73. Nhưng mà anh này là anh có nhà cửa dưới quê, có 10 công đất, cũng khá là rộng rãi. Con thì có một đứa 26 tuổi thôi thì nó cũng sắp trưởng thành rồi. Nếu mà sau này mà anh chị đến với nhau thì chị có chịu về quê với anh không? Thì chung là ở đâu cảm thấy cuộc sống tốt hơn thì ở đó. Anh thì về với quê anh thì nó đúng ra thì sáng vợ chồng mình rồi bơi dít dít ra vuông bắt vài con tôm vài con cua bán vô vợ chồng sống vậy thôi, sống lây lắt qua gài tuổi già thân già vậy thôi. Vợ chồng mà hữu hủy nhau, chia sẻ lẫn nhau, khi đó ốm mình quản anh sợ, anh sợ nhất là sợ ví dụ sợ đau ốm mình quản, lúc mình mạnh khỏe thì không có gì chứ, còn lúc mình đau ốm mình quản á, đó đó mình thấy mình với tuổi bản thân của mình rồi. Con đồ chăm sóc đâu bằng vợ với chồng đâu em, chỉ là vì anh mới tìm hiểu thêm bước nữa để tìm hiểu sau này vợ chồng già chứ sống mà mình lớn tuổi rồi mình phải tìm hạnh phúc riêng cho mình, chứ con này không chăm sóc không bằng vợ với chồng đâu em ơi. Em phải nên tìm hiểu kỹ rồi với anh rồi em kết nối yêu thương cho em đây, ghi hình người làm đám lễ thành hôn hai đứa mình. Không, anh cứ được tiền làm quá chị sợ, có để tìm người nó hợp nhau thì em đúng không anh chị ha. Làm quá chị sợ chị rung. Em thì nói chung công việc gì ở trên bờ thì được, chứ công việc dưới sông là bắt cá. Chị trên bờ chị nhặt cua anh dục lên. Chị thật sự là chị cũng nói thật với em, nói thiệt với anh với mấy em là chị mấy năm nay không có sát sanh, là chị còn đi mua cá phóng sanh mà chị đâu có bao giờ bắt con gì ở dưới lên để giết. Bắt cái đi bán được không? Không, chị không bắt luôn. Vì em không bắt anh bắt, chứ em ngồi đi xuồng thôi. Rồi xuồng anh bắt tôm cua anh đi bán. Không bán thì cái đó anh tự bán. Ấy, tự làm, tự bán luôn chứ em không gớ tới. Thật sự là như bán rau này nọ thì được, bán nước uống này nọ được. Còn nói về bắt con này con kia không là... Quan trọng là chị không bắt anh bắt cũng được. Thì nếu không bắt là anh bắt á. Bởi vì em phải nói trước chứ đừng nói là mốt về, nói rồi về không chịu lại. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc.
thì à, không ấy thì em ở trong trong nhà sáng thì à, lau nhà lau cửa rồi với anh ra vuông chừng nửa tiếng hồ gì đó okay. Thì anh vô thì em ơi xách cho anh cái xô xách cho anh cái gỗ bắt mà... cá tôm đánh bám gì thôi vậy thôi cũng được nhưng mà thôi cái đó để nói sau đi em cũng không muốn liên quan tới vụ sát sanh dù cho chồng hay là em gì cũng vậy à. Cái đó thì nói chung để tính sau đi nói à, sao yeah. Ừ. Nếu mà hợp thì chúng mình bước đến thêm dạ. Nữa còn ấy, rồi trước hết giờ mình làm bạn đi nói chung là nó có nhiều công việc để làm mà nhiều công việc đúng làm, rồi cảm thấy không thích hợp thì mình công việc khác ừ, nhưng mà không khác thôi đâu có gì đâu bây giờ đứa thì đi bán này bán kia cũng được cũng đủ điều kiện đi bán như là rau củ quả hay là này kia rồi cũng bây giờ nhiều việc chị không muốn về quê của anh mà bây giờ chị đang có nhà dưới Trảng Bom này anh có sẵn sàng tới cùng với chị không đó. Được cái đó cũng được nên đã cái giới anh cho thuê rồi anh lên anh sống cùng với em cũng được vì em có chấp nhận được không đúng không em thì cái này nói chung là để thời gian tìm hiểu đó. Đi chứ bây giờ anh hỏi liền thì em cũng không có trả không, lời đây là ví dụ á anh hỏi là ví dụ nếu mà với nhau á ví dụ không chúng ta bây giờ đến luôn ở ví dụ á chị hiểu không ví dụ mà anh yêu thương chị thật lòng chị yêu thương thật lòng á thì mình có thể đến ở chung với nhà chị được không thì để thời gian tìm hiểu nhau đi cho nó chắc hơn chị nên cởi mở lòng một chút chị chưa có hiểu ý nói lắm à. Nếu mình yêu thương nhau thật sự chứ không phải là tự nhiên là đùng ra mà đến ở với nhau đâu ờ thì thì ý là chị nói vậy đó thì hiểu nhau thì đến với nhau là bình thường đúng không ừ. Ý là anh nếu mà tìm hiểu nhau mình được sự thật với nhau á ý là anh nói là như vậy là anh lên trên này sống cùng với em được hay không đó ý là vậy đó thì em đã nói rồi nếu mà thương nhau thật thì chỗ nào cảm thấy sống tốt hơn thì sống chỗ đó à, bên anh bên em không quan trọng à. Yeah. Thì anh cũng vậy đó, muốn sống bên nào cũng được. Còn nếu mà sống bên em thì đi đất ở dưới thì anh cho thuê về cùng sống với em. Còn nếu mà em trên này máy thì em để trên này thì em để nhà cho ba đứa con với trên này em về dưới sống với anh thì cũng ok luôn. Anh thì cái đó về cái đó là anh chấp nhận 100% luôn. Bởi vì anh kiếm một người bầu bạn thì đau ốm bệnh hoạn đó em dạ. Anh thì hồi đó anh có bệnh một lần thử anh không có người mà để chăm sóc cho nhau anh thấy nó buồn tủi hết biết luôn rồi anh thấy vậy anh bước tìm kiếm một người hạnh phúc bên nhau để lo lắng chăm sóc bên nhau và hạnh phúc bên nhau được suốt cuộc đời lo lắng tuổi già của mình sau này anh thấy vậy đó anh bước thêm một bước nữa tại vì hai anh chị thì cũng có điểm tương đồng với nhau là ai cũng chia tay như anh là 14 năm mà chị là 8 năm là cũng khoảng thời gian nhất là xa và bây giờ mình có duyên mình ngồi đây thì mình cứ cởi mở lòng với nhau mình tìm hiểu nhau một cách vui vẻ và văn minh lịch sử nên chị cũng đừng có ngại quá nhá vui vẻ đi bắt tay chị cái cho đỡ đông này thế chị vui không anh yêu cầu vợ như thế nào anh thì thấy em ok rồi người vợ thì này là anh thấy là ok luôn mà nếu mà được mà tìm hiểu mà được hợp tình hợp tính thì là anh ok lắm à thế anh mong muốn một người vợ của mình sau này về nhà sẽ làm như thế nào tính tình rồi sao công tính tình thì chắc như em này tính tình này chắc hiền lành này mà. Hiền lành này chắc à thấy gương mặt thấy dễ thương thấy chắc hiền là nè chắc cứu rồi anh thấy rồi. Dạ đúng à. Em không có muốn ăn thua đủ gì hay hết vợ chồng thì nếu vợ chồng nói chuyện gì chia cũng rung mà ở đó mà cãi lộn gì với ai ăn thua gì với ai thế chị cần một người chồng như thế nào, có cần phải mạnh mẽ, phải cần như thế nào, ngồi trao đổi cho anh biết luôn, mẫu người sao,
ghét nhất điều gì? Là anh có hút thuốc không? Thì nói chung là thích một người sống thật thà. Rồi. Không sợ gian trá là được. Còn những cái điểm khác thì như chị không mấy gì thích nghe mùi thuốc. Rồi. Nhưng mà ảnh có hút thì nói chung về mình sống kỹ kỹ tí. Bây giờ anh ấy hút thuốc không? Được. Anh thì có hút thuốc. Bây giờ sao? Nếu mà thương nếu mà chúng mình hợp với nhau thì có thể anh giảm. Theo một ngày hút một bao, bây giờ anh giảm từ từ nửa bao, còn nửa bao thì từ từ còn 5 điếu, từ từ bỏ luôn. Chứ mà kêu anh bỏ cái một thì chắc là anh bỏ không được, nó thật lắm. Nói chung không phải là em ghét mà em nghe mùi thuốc là em không có thở nổi. Đúng rồi. Nếu mà nghe mùi thuốc là em sẽ dây mặt vô khác, đừng có đưa vô mặt. Nó là vậy. Sao mà hung nữa? Thì bởi vậy thì nếu mà không nghe mùi thuốc thì mới cho không, còn nghe mùi thuốc là không phải né ra, phải kỹ. Tôi không nghe mùi thuốc. Anh bỏ thuốc để hung đó. Anh thích không? Thích. Chứ hút thuốc là không hung được đó. Thì lúc mà bỏ thuốc là anh mà không. Nhưng mà phải cho thời gian đúng không? Cho anh thời gian. Cho anh thời gian cũng 3-4 tháng gì đó rồi anh bỏ từ từ. Chứ như một ngày hút một bao từ từ bỏ, còn 18 điếu thì từ từ anh bỏ mới bỏ được cái một cái bỏ. Nhưng bỏ cái một thì được đó, nhưng mà sợ nó bệnh rồi thử lên máu rồi lúc đó khổ nữa. Nên từ bỏ từ từ nó mới được. Thuốc thì này nó đúng ra thì nó làm như vậy nó kích thích rồi nó hồi đó tới giờ rồi. Nhưng mà bỏ cái một là chắc cứu phải bệnh lên máu đó. Anh cũng có bỏ một lần rồi. Chị đồng ý không? Anh cũng có bỏ một lần rồi. Lên máu anh hút lại. Anh bỏ một lần cũng cả năm ngoài rồi lên máu anh mình. Giờ chị thấy anh nói như vậy chị thấy sao? Thì nói chung là chị cũng không cấm, không bắt buộc. Nhưng mà muốn hôn chị thì phải bớt thuốc. Còn nếu mà không bớt thì đừng có hôn chị vậy thôi. Chị nghe mùi thuốc chị chịu không nổi. Mà theo nghĩ thì cũng thuốc này cũng có thể bỏ được, nhưng mà tùy người bỏ thì nó có bệnh thì người ta bỏ không được thì cũng không bắt buộc, tùy theo cơ địa. Như bỏ từ từ bây giờ nó có sưng hung mà thì miễn sao kỹ kỹ được rồi. Đừng có nghe mùi lắm là được. Hơi hơi thôi. Lúc đó hôn là nó không biết mùi nữa đâu. Dạ. Nó chỉ biết mùi mấy giây đầu thôi đúng không? Mấy giây sau thấy mùi rồi. Em có ông anh đây à, ổng hứa bỏ thuốc bỏ rượu mà giờ ổng bỏ hết được luôn rồi đó. Cũng có nhiều người bỏ được rồi. Anh đó. Chỉ có hút thuốc. Dạ. Có thuốc rồi rượu thì anh không uống. Như bạn bè rồi thân thiết rồi lâu lâu dạ. Thì có uống lon hoặc hai lon. Thôi. Nói chung là cái vụ thuốc á, thì tóm tắt vậy được rồi, cũng không nên nói nhiều. Đúng nói rồi. Nhiều mất công đúng khán giả chứ nói mình nói sợ. Thành ra thôi tạm giờ thời như vậy đi. Bia rượu đây ha. Đúng rồi. Cảm ơn ở đây. Thế thì bây giờ nếu anh chị mà tìm hiểu nhau đến với nhau được thì theo như anh chị thì khoảng bao nhiêu tháng thì mình có thể đến được với nhau, nếu hợp nhau thì có thể đám cưới được. Chị thì lúc nào cũng được. Vậy là nếu mà lúc nào cũng được em cho một thời gian. Cảm thấy đủ duyên đủ cỡ đủ duyên đủ nợ thì cứ đến thôi. Tháng hai tháng luôn. Cái mình có tính nếu mà đến được với nhau thì có tính tổ chức đám cưới gì không anh hả? Cái đó là chắc là tổ chức đám cưới mời mấy em đồ dự rồi chứ. Ít nhất cũng phải vài mâm, 4-5 mâm, 5-6 mâm gì đó. Thấy bên em đã cỡ khoảng bao nhiêu người, anh bên anh khoảng bao nhiêu người đặt làm, như mời mấy em đây cũng vài mâm rồi. Bên em vài mâm, bên anh vài mâm gì mình họp làm đám đi thôi. Thế chị có điều nào chị muốn hỏi anh không? Như cái thói hư tật xấu gì đó. Hỏi xem anh có cái hư thật xấu gì không? Theo sự thật anh là sự thật là có hút thuốc là tật xấu của anh. Tuyệt vời. Có ghen không? Ngoài cái thuốc nè. Ghen hả? Ghen thì anh không có ghen rồi.
ghen thì hảo ghen, ghen phải thấy chính xác rồi mới ghen chứ, cái kiểu ông hai chị nhìn khá đẹp đôi á, chính xác rồi mới ghen chứ, như ghen bóng ghen gió không có ghen đâu. Nói chung là người ta nói ớt nào ớt chẳng cay. Giờ thì tạm thời những nói bao nhiêu đó đi, còn những gì cần thiết thì có gì chị sẽ trao đổi sao. Thì sao là chị nói vậy thôi, thì anh có lời gì anh muốn nói với chị nữa không, thì chúng ta thôi vậy mình thấy vậy cũng đầy đủ lắm rồi. Thế bây giờ mà để có một lời nào đó tỏ tình với chị thì anh sẽ nói điều gì? Nói câu gì mà tối về chị nằm chị vắt tay lên trán chị suy nghĩ thì câu nói được của anh. Em ơi, em ơi, giờ thấy gì lên đây vậy thì mình sống thấy cũng anh thấy là thương em thật lòng, để sống sau này thử là anh muốn nói là mình làm bạn với nhau suốt cuộc đời nha em nhé. Thì nói chung là yêu cầu có duyên có nợ thì ok. Thì thôi nên là bữa nay cũng chúc cho anh chị luôn luôn nhiều sức khỏe, là gặp nhiều may mắn mà mau hợp tình hợp ý để mà kết đúng rồi kết đôi rồi nha. Thì trước khi kết thúc chương trình cũng xin chia sẻ với hai anh chị thế này. Hai anh chị, thứ nhất là anh chị tin tưởng đội của tụi em lên đây nhờ giúp đỡ tìm một nửa yêu thương, đó là một điểm vinh hạnh của tụi em, và tụi em sẽ cố gắng giúp đỡ anh chị hết sức nhiệt tình và thực hiện chương trình ngày nó càng tốt hơn, để không phụ lòng của anh chị đã đặt niềm tin vào tụi em nhá. Thì cũng chúc anh chị là không phải lên đây là bây giờ anh chị có thể đến với nhau để cho mọi người khán giả người ta xem người ta hiểu được nhá, là hôm nay anh chị đang gặp nhau để tìm bạn, tìm hiểu nhau, và anh chị về bây giờ lấy số điện thoại trao đổi với nhau, nếu mà hợp thì mình đến với nhau, còn nếu không thì mình làm bạn để cho mọi người hiểu, không mọi người cứ nghĩ là hôm nay đến với người này ngày mai đến người kia là không có. Cái chương trình này nó thực hiện là chương trình mở, lên đây tìm bạn thôi chứ không bắt ai phải ghép đôi luôn trên này đó, là anh chị nắm được chưa? Rồi, rồi anh có nắm được không? Rồi hôm sau chị có thể thấy người là người anh khác, có thể thấy chị gái này dễ thương, tính tình đúng phù hợp với mình thì có thể kết nối với chị. Mà khi nó thông qua tụi em bảo là chị có ai chưa, tụi em bảo chưa, thì anh lên đây rồi chị kết nối với người ta là chuyện bình thường. Hoặc là những cô nào, những chị nào thấy anh trai này hợp với mình thì liên hệ với tụi em, thì anh vẫn có thể kết nối bình thường, trừ khi anh trả lời là ok, anh tìm được người yêu thương rồi em ơi, thì ngưng, không kết nối nữa. Nên là mọi người đừng có cái suy nghĩ sai là hai anh chị ngồi đây là có thể đến với nhau nhá. Có thể đến hoặc không đến, đó là chuyện bình thường. Tụi em chỉ có nhiệm vụ là liên kết, kết nối các anh chị với nhau, còn đến với nhau hay không đó là cái quyền, cái quyết định của anh chị. Rồi, thế trước khi kết thúc câu chuyện này thì anh chị có cam kết tất cả những điều mình nói là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật và những lời nói của mình không? Anh trai. Rồi chị. Rồi ha. Rồi chị, anh chị có đồng ý cho anh em ở đây sử dụng những hình ảnh và video này để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, anh có đồng ý không? Rồi chị đồng ý không? Rồi và vui vẻ ha. Rồi hy vọng là anh chị sẽ đến được với nhau. Nhìn bên ngoài sự cố một tí anh gỡ xuống đi, ông anh ngồi đi, anh ngồi ngồi nghe mà em đang rung thôi, rồi bỏ tay là kết thúc luôn, xong rồi đấy. Rồi rồi trước khi kết thúc chương trình này thì em cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị khán giả, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, trước khi kết thúc chương trình này thì em cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, nếu ai muốn làm mai kết nối một nửa yêu thương thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn nó đa chiều hơn. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Chào anh chị. Chào em.